Cái máy chụp hình của Heidi đâu? Bây giờ nãy nãy rồi, bên đây bên đây là khảo khảo được đi. Để nó vô cho nó hiện lên mình có nói không? À cười đó em. Đây, các em chỉ ăn cái này được không nè?
bắp. Ừ. Hết luôn rồi đó con. Cái mì đắt cà luôn. Chưa hết rồi, con mì đắt cà luôn. Sao bữa sau em qua ăn. Ok, vô kêu nước uống đi. Em nó hỏi chị tư vấn là chị mua lại này coi được em bắt tài rồi. Hay ghê. Kệ ấy. Ai chăm của tụi Yến có chưa? Để chút. Đang chiên thôi Yến ơi. Xăng tay áo lên luôn nha cả nhà. Đực quá rồi. Kim gì lòi nó tiếc. Cái kim nào lòi? Đó thì đây là mẹ ngồi từ chiều tới giờ luôn á mọi người. Nói rồi mẹ ăn thì mẹ ăn nha. Nay bán đất cho các bác mừng lắm. Nay bán đất các mẹ cũng vui mừng lắm. Ngày đầu khai trương. Địa điểm mới nha cả nhà ơi. Chăm về của ai nè? Đi vô nãy giờ nè, mới đợi giờ. Bi Nhung ơi, Bi Nhung. Bi Nhung ơi. Bi Nhung. 200 phải không? Yêu Vương 200 phải không? Tô ơi Tô! Bi Nhung! Trời mày đi đâu đi hoài con vậy? Có chừng dính bầu đó nha má, mày đi hoài vậy? Trời mày đi hoài có chừng có bầu đó nha, 100 có ai lấy tiền lại cho mẹ, không có chơi chờ ai đẹp trai, không lấy tiền nó chùi lương mày đó nha. Nhớ chưa? Địa phương. Dạ thì hello tất cả mọi người thì giờ lên kênh nha Sirina Trương đúng không? Đúng rồi đổi tên là quá đúng luôn, tại chị đâu có biết tiếng Anh, chị học lớp 6 chị nghĩ rồi mà em tạo tên là Sirina Trương. Bây giờ đổi lại là đúng rồi, Chân Đại Trương. Chân Đại Official. Chân Đại Official thì hello tất cả mọi người nha. Lời nói đầu tiên xin cho top 8 Miss International Queen gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh của Chân Đại Official nha mọi người nha. Và tất cả các kênh Thu Vương Cá Tiên Chiên nè, Minh Tú Official nè, rồi Quỳnh Thanh Việt nè, rồi Check In Sì Phố nè, Hưng Trần Official. Thì hôm nay được các anh YouTube quay thì em rất là mừng luôn. Thì đây là một món quà rất là to khổng lồ đó, một bó bông đó, Chân Đại biết tôi bóng mà còn bằng hồi nãy chị đọc rồi đúng không em? Đọc chưa Phi? Chị Phương chưa? Trời nè, sai nữa rồi chị Phương chém đầu Minh Tú. Ở đây có kênh Thái Điền Official nữa nha. Ok cảm ơn nhiều nha. Thì quay lại bó bông thì Chân Đại cảm nghĩ của Chân Đại thì biết tôi phun bóng thì tặng bông thì rất là vui luôn. Thì rất là cảm ơn Chân Đại nha. Thì mong là mọi người thương yêu Chân Đại giống như là thương yêu U Phương vậy đó. Con chị Sáng thì con em Sáng thì còn vài tháng nữa thôi là hành trang của Chân Đại chuẩn bị bước sang Thái Lan để mà đấu với những cô chuyển giới. Thì với đấy, Vũ Đô Phương mong là Chân Đại có được một nghị lực, có được một sức mạnh giống như là một thần thái. Vũ Đô Phương sẽ phù hộ với tôi, có chết quên Vũ Đô Phương sẽ truyền may mắn, sẽ truyền lửa cho Chân Đại là phải thần thái lên. Chị, ý cách tốt là mình là cái gì cho em? Tụi mày lú cái đầu cho tao hết, không tụi nó ăn trộm. Con ba đầu rinh nó lú đầu rinh. Đó thì bây giờ chúc cho Chân Đại được là sức khỏe nè. Và càng ngày các bước cách quốc của Chân Đại càng thành công hơn nữa. Và bước sang chúc nhận đâu vậy? Đâu có những kinh gì biết Chân Đại đó có đi đi sao thì tiếp quả nhảy Chân Đại ngồi đây ông chúc Chân Đại qua đây nè, vô đây em yêu đó, vô đây luôn. Đủ rồi em, ơi chồng nha, ok em.
Thì bây giờ là chúc cho Trưng Đài được sức khỏe nè, và bước sang Đức Thái Lan thì sẽ có một giải nha. Mọi người ở đây Đức Việt Nam luôn ủng hộ và từng ngày ủng hộ Trưng Đài từng bước chân nha, em phải cố gắng lên nha Trưng. Em phải lấy cái năng lượng tích cực của chị để nhớ trong đầu lúc nào phải tích cực hơn. Đó, đúng rồi. Đẹp lên, bị queen lên, đó. Sẽ đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vui vẻ. Đúng rồi, đúng rồi, ok em. Thì mong là mọi người thương yêu và ủng hộ hai cô em gái của em là Trưng Đại Official với lại Minh Tú Official nha. Và mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì giờ Minh Tú chuẩn bị sắp lấy chồng, cho được có nói em nói nha. Minh Tú nó sắp lấy chồng mà nó nói một mình anh nghe thôi, em không có nói ai nghe hết, là Minh Tú sắp lấy chồng nha mọi người nha. Minh Tú sắp lấy chồng. Minh Tú sắp lấy chồng thì ta sẽ được làm gì ghẻ của em ở trong bụng hả? Được không? Lấy cái là gì ghẻ hả? Là dâu phụ. Ok em làm dâu phụ đi, chị làm ghẻ phụ cái lộn xu. Lộn xu, chị là chị của cô dâu phụ nha mọi người nha. Thì hôm nay rất là vui luôn, ngày khai trương thì được rất là nhiều anh chị em ở gần ở xa nè, các anh chị YouTube lại quay. Thì hôm nay là ngày khai trương thì em cũng xin chúc cho tất cả mọi người, chúc cho những người luôn yêu quý và đến chữ Vương Phương và Trưng Đài Minh Tú và những vị khách đang có mặt tại đây đó, chúc cho một công việc lúc nào cũng thành công nè, được sức khỏe nè và mãi mãi yêu thương em nha mọi người nha. Nhắc địa chỉ ở đây nha, em nhớ nha, 258A Nguyễn Tiểu Lạc, phường 8, quận 10 nha mọi xác người. Em ơi, trời ơi, chính xác. Cảm ơn Trưng Đài. Sao chính xác không? Để nào trên xe học học á. Mấy em ơi nè, Tú ơi. Cho Minh Tú đi Hồng Kông nha. Thôi. Ủa, chứ em đi tới chồng gì? Em ông có chồng Hồng Kông. Em đi chồng gì nè? Để chị bấm quẻ cho em nha. Bây giờ bên đây chị Phương giúp cho Minh Tú lúc nào cũng trẻ con. Có chồng gấp bơ. Minh Tú tính chồng gấp bơ. I have a man. Nghe nói Minh Tú đẹp tự nhiên, không có sữa hả? Nghe nói Trưng Đài đẹp tự nhiên, không có sữa hả? Nghe nói trên Sài Gòn bánh bèo, không có cỡ với Minh Tú hả? Còn sao nữa bé? Nói chứ rất là vui vẻ nha, hôm nay rất là phải nói là vui quá hả chị ha, để em bất cộng cho Minh Tú. Còn khách, em mới còn khách bé. Em hôm nay là phục vụ tất cả mọi người, là cái cô hành trang là từ lúc dọn cho tới lúc dẹp luôn mọi người. Tại vì sao em tôn trọng tất cả mọi người, tại vì lúc nào em cũng muốn mọi người nhìn thấy em hôm nay ngày khai trương là hình ảnh đẹp. Thì chị đủ mấy con chim mà mấy cái lục bạn mấy cái bơm mà ghim vô thì bị nổ. Thì đó, thì cảm ơn các tình yêu ở kênh của Minh Tú Official nè, kênh của Trưng Đài, Trưng Đài Official nè, Thu Phương Cá Liên Chiên nè, đó tất cả các kênh giống như là Chết Đi Thị Phố hay là Hưng Trừng Official, rồi kênh của anh Quỳnh Thanh Việt nè, đó thì kênh mới quá thì em từ từ em thuộc nha, em sorry anh, và chúc tất cả các kênh càng ngày càng thành công hơn nữa, vì mọi người, những anh chị em, bạn bè nào yêu thương Minh Tú hay là yêu thương Trưng Đài, yêu thương với đấy Vũ Thu Phương và tất cả mọi người, những chị em trong cộng đồng MCBD thì mọi người nhớ và vé 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 nha. Nghe Nguyễn Chi Phương quẹo phải nha mọi người. Đó, thấy chưa, Minh Tú rất là dễ thương. Đó, đây là một cô em gái vừa đi làm về là tấp qua luôn, không có ăn uống gì hết. Thiệt, phải nói rất là may mắn được một mentor, một thí liễu, một cô em mà tâm đắc nhất của cô đế Vũ Thu Phương. Em qua đội Minh Tú là sẽ không bao giờ khói hận. Thiệt, bây giờ cho dù Thu Phương có bị loại top 15 là top gì em không cần. Em chỉ cần một mentor như Minh Tú thôi, vô đội là em đã vui rồi. Thì một cô em gái là từ đi làm về rồi, hết tiền rồi, rồi tự thối đi chị, bây giờ hết giờ của em rồi. Thì ngày mai thì em sẽ kiếm người phục vụ chiên, thì em sẽ ra em tiếp bàn và đi chụp ảnh với trò chuyện cùng các khán giả. Trong đám cưới quá vậy, trời đám cưới hả? Chị uống nước, chị uống nước, chị nước này chị không có xỉu nha. Còn ai kêu nó không Phương? Trăm hai trăm còn sống nhớ rồi má ơi. Đi đại đi, có ai chuyên đại đi. Bây giờ tôi mệt quá mà tôi muốn buông xuôi rồi. Thì mới đến chủ Thu Phương giúp cho Minh Tú càng ngày thành công hơn nữa và càng có nhiều show và được sức khỏe nha. Thì Tú là một Trưng Đài, thì một cô em gái trong đội của team của Minh Tú. Thì đây là một tuần vườn mới đến chủ Thu Phương đã nói rồi. Thì trong cuộc thi đó thì mới đến chủ Thu Phương đã có hoa hậu rồi nha mọi người nha. Đó nên đây là hoa hậu của mới đến chủ Thu Phương. Thì giờ rất là yêu cô em gái từ bên Phú Quốc đã bay về mà chúng ủng hộ mới đến chủ Thu Phương. Từ bên Phú Quốc của trời em. Ok, chị đúng rồi, em sai, nếu mà em xem coi là chị đúng. Từ bên Phú Quốc không? Từ bên Phú Quốc.
từ Phú Quốc trời ơi em lỗi rồi, thì từ Phú Quốc về thì Trưng Đài có tặng cho bé đế Vũ Thu Phương một bó bông. Nay chúc mừng chị Vũ Thu Phương khai trương hoàn phát, thì bé đế Vũ Thu Phương rất là cảm ơn em, rất là Minh Tú, cảm ơn cái gì nè và những người thân trong gia đình rồi những bạn bè ở xa ở gần đã dành tình thương đến với bé đế Vũ Thu Phương. Thì hôm nay em xin gửi một lời chào, một lời cảm ơn đến tất cả mọi người nha. Trời mắt luôn chị. Không không còn giờ.